Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Sun Chaser Art and Media, mình là Joe Huynh. Để chiếu theo yêu cầu của khá nhiều master mới vào game, vẫn còn nhiều lạ lắm, thì trong series cảm năng đấu boss lần này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vượt qua được bài thử thách đầu tiên của game, dị điểm Camelot. Camelot đối với những master chơi lâu thì không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên đối với những master mới biết về game, thì từ dị điểm Fujiki tới America giống như là đang tận hưởng thời gian yên bình mà thôi. Thậm chí thì mình từng nhận được một số tin nhắn nói rằng game khá là dễ, cho tới khi bạn bước đến dị điểm Camelot. Đây chính là nơi mà game không còn bán hành cho bạn nữa, mà thùng thẳng như miệng bạn. Trước khi xem video này thì mình khuyến khích các bạn nên xem về cơ chế chiến đấu boss. Mình có chèn link bên dưới để có thể biết thêm chút đỉnh về Trey và Nice. Trong bài hướng dẫn lần này chúng ta sẽ xem xét về bố cục trận đấu, cơ chế sử dụng skill của từng boss trong dị điểm Camelot, cũng như cách phối team, chiến thuật dựa trên tiêu chí an toàn và giá thành thấp nhất có thể. Có nghĩa là mình sẽ gợi ý những Seven 3 sao trở xuống mà phần lớn master nào cũng có thể lấy được. Và thêm là đó là các lựa chọn cao cấp hơn, nếu như master nào có thì sẽ lựa chọn tốt nhất. Lý do mình không nói tới các Seven Welfare là vì phần lớn những Seven đó đã không còn cơ hội xuất hiện cho các thân thủ nữa. Đối với CE thích hợp để sử dụng thì mình khuyến khích các bạn nên xem lại về các video về đánh giá Seven để dễ dàng trang bị CE. Nhưng trong phần lớn trường hợp nên sử dụng những CE có sạc sẵn thanh MP. Thêm vào đó mình chỉ hướng dẫn những boss lớn của dị điểm và sẽ không nói tới các mini boss khác vì những boss này sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho Master. Một phần quan trọng cũng không kém để chiếm dị điểm này chính là mình khuyên các bạn nên nâng level cao nhất cho những Seven thuộc Class Archer, đặc biệt là Ariel. Sau đó là Marsh, Hans. Và kèm theo đó là skill của họ nâng càng cao càng tốt, hy vọng là có thể ở level 6. Để nâng cao tỷ lệ thành công đối boss thì các master nên trang bị cho mình áo Atlas hoặc áo Combat để có thể stun boss hoặc bảo vệ bản thân. Chúng ta bắt đầu dị điểm Camelot với boss đầu tiên các bạn phải gặp, đó là Gawain. Bạn sẽ đấu với Gawain 3 lần, lần lượt là chương 4, mục 4 và mục 5 và cuối cùng là chương 17, trận 4 trên 5, mục thứ 2. Gawain được xem là thử thách đầu tiên cực kỳ khó khăn đối với rất nhiều master, bởi không hiểu được cơ chế chiến đấu của boss này ra sao. Gawain là Saber có NP đánh lan và sẽ được bấp thêm một thiết NP sau mỗi lượt. Nhưng cái NP của Gawain chỉ có 4 thiết, cho nên theo lý thuyết mỗi 2 lượt thì Gawain nổ 1 NP một lần. Tuy nhiên ông thần này có thêm skill sạc NP và có 3 hành động mỗi lượt, cho nên trong khá nhiều trường hợp Gawain sẽ nổ NP nhanh hơn dự kiến. Kèm theo đó là tới 2 skill tăng sức mạnh bản thân, cho nên sát thương thông thường của Gawain cũng đủ khả năng cao lấy mạng Seven của bạn, chứ chưa nói tới cái NP. Lần đầu gặp mặt, Gawain sẽ có cái buff giảm 8% sát thương nhận được với lượng máu là 372.000. Ở trận này không đòi hỏi Master phải tiêu diệt hoàn toàn Gawain, mà chỉ cần rút máu xuống tầm 280.000 là trận đấu kết thúc. Ở trận này Gawain không dùng NP nên các Master không cần quá lo lắng. Ở trận thứ hai là chương 4 mục 5 và buộc Master phải hạ gục hoàn toàn Gawain. Lúc này lượng máu của Gawain là vào khoảng 427.000 và có buff giảm 50% sát thương nhận được, nên ác mộng sẽ chính thức bắt đầu. Trận này Gawain sẽ sử dụng toàn bộ skill và NP nên phải thật sự cẩn trọng. Đặc biệt là nếu dính cái NP của Gawain thì nếu không chết cũng bị dính sát thương đốt cháy 1.000 trong 5 lượt và kèm theo đó là khóa skill 1 lượt. Cho nên yêu cầu của trận này chính là hạn chế được số lần sử dụng NP của Gawain nhưng vẫn gây đủ sát thương để hạ gục ông thần này. Và lần cuối cùng gặp mặt ở chương 17 thì tương đối dễ hơn nhiều. Tuy lượng máu lần này là gần 480.000 nhưng sát thương nhận được chỉ bị giảm 20%, cho nên không quá khó để đối phó. Đối với boss này, bạn cần một Archer đủ sức đối đầu kèm giữ nhịp và câu giờ, chẳng hạn như là Ariel, Robin hay Billy. Ariel là chìa khóa cho trận này với khả năng charm boss kèm theo hút thiết nên sẽ câu cho bạn ít nhất được một lượt trước khi boss nã NP. Lựa chọn cao cấp hơn thì chính là Artemis. Thêm vào đó, Master cần một support hỗ trợ phòng ngự và sống còn như là David, Marsh hay là Hans. Ở vị trí support chính thì nếu như mượn được Merlin hay Waver thì càng tốt. Nhưng lưu ý Waver sẽ giúp bạn xài NP nhanh, nhưng Merlin sẽ giúp bạn trụ được NP của boss, cho nên phải tính toán cẩn thận. Boss tiếp theo bạn gặp chính là Mordred, lần đầu ở chương 7 mục 3 và theo sau là chương 7 mục 4. Trận cuối lỡ chương 17 mục 1. Cũng như Gawain, Mordred cũng có NP đánh lan. Tuy nhiên thay vì có buff phòng ngự vĩnh viễn thì Mordred sẽ sạc NP đầy cây sau mỗi lượt, cho nên cho dù là lượt nào Mordred cũng xả NP và xả cho tới khi bay màu cả đội hình bạn. Tuy nhiên ở trận đầu tiên, tức là chương 7 mục 3, boss sẽ không sử dụng NP mà chỉ tấn công một mục tiêu bất kỳ với sát thương lớn đủ đi bay màu ngay lập tức. Cũng may lỡ lần đầu gặp mặt thì trận đấu sẽ có 2 hiệp, với hiệp 1 sẽ có 3 quái Saber. Đây là dịp tốt để các bạn sạc NP cho sát thương chính để vào hiệp 2 là nã NP ngay lập tức. Máu của boss trong trận này là 255.000 nên không quá khó để làm bài màu. Chương 7 mục 4 sẽ là cơn ác mộng thực sự với cả hai lượt đều là Mordred. Ở lượt đầu tiên thì boss sẽ không sử dụng NP mà chỉ dùng đòn công kích với sát thương lớn. Nhớ lượt đầu tiên này thì boss sẽ có lượng máu là 162.000. Và hiệp 2 là trận thảm sát của Mordred với lượng máu là 272.000 kèm NP đánh lăn, nã liên tục. Và lần cuối gặp gỡ chính là chương 17, 3 trên 5 mục thứ nhất. Cũng như trận vừa rồi, Mordred cũng nã NP liên tục. Như lúc này lượng máu của boss sẽ kéo lên tới mức 463.000, cho nên master sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong trận này. Về mặt cơ bản, đây là trận đấu chạy đua vũ trang, sẽ mai chết trước giữa bạn và boss. Tuy là NP của boss đánh rác ở diện rộng, tuy nhiên nếu ở đầy máu thì khả năng cầm cự được một đợt NP là khá cao.
Với trận này, Archer tất nhiên sẽ có lợi rất nhiều, đặc biệt là Billy với khả năng bơm MP nhanh chóng kèm theo đó là né tránh, giúp Samson qua thêm một đợt MP của Boss. Ngoài ra thì Robin hay Ariel cũng là một lựa chọn. Nếu bạn đủ can đảm thì có thể dùng Lubu. Tuy sát thương MP đủ thổi bay Mordred, tuy nhiên sẽ rất khó để giữ được mạng trước khi làm được việc đó. Để hỗ trợ sống còn cho cả team thì cũng cần một số hỗ trợ như là Marsh hay David ở vị trí support phụ. Và ở vị trí support chính, nếu như mượn được Merlin thì đẹp. Đối với một số bạn muốn sử dụng sức mạnh bạn bè thì có thể mượn Cool Alter hay là Hercules có CE Bond 10. Đây là hai Seven có thể solo trận này. Tiếp đến chúng ta sẽ gặp gỡ Bo thầm lặng Tristan ở chương 12 mục 3 và 4, và lần cuối cùng là chương 17 3/5 mục thứ 2 sau trận khô máu với Mordred. Tristan thì không bơm MP như là boss kia, nhưng đổi lại có một thứ khác tương đối đáng sợ hơn, đó chính là thay đổi class khắc chế. Tuy Tristan là Archer nhưng sẽ gây 150% sát thương lên toàn bộ các class khác trừ Marsh, hệt như là Berserker vậy, nhưng chỉ nhận sát thương 100% từ các class khác trừ Saber, và chỉ có Saber mới gây 200% sát thương lên Tristan. Vì là boss Archer nên thanh MP của Tristan chỉ có 3 nấc, và MP sẽ là single target, tức là chỉ có một mục tiêu, thêm vào shoe hit nên khỏi né. Ngoài ra thì Tristan cũng có thêm skill sạc MP giúp nhanh chóng lấy mạng Seven của bạn. Tuy nhiên bị dính cái khóa MP nên không thể chuyển ngay được, nên không sợ MP ảo. Thêm vào đó thì Tristan cũng có thể tự bóp né tránh một hit và còn hồi máu bản thân. Và cuối cùng là skill rất khó chịu, xóa bóp bất kỳ Seven nào. Tuy là boss nhưng sát thương của Tristan không quá cao, kèm theo đó là đánh nhiều hit nên khi bị tấn công các bạn sẽ được hồi một lượng lớn MP. Ở lần đầu gặp gỡ thì có thể nói trận này khá khó chịu, với tổng cộng là 2 hiệp. Hiệp 1 là 3 con quái Archer với lượng máu là 80.000. Trong lần đầu gặp gỡ thì boss này không quá khó, nhưng việc ba con quái này mới là khó, vì Tristan chỉ nhận được sát thương từ phía Saber, nên khi mang Saber đi đón trận này thì khả năng cao đã chết ngay hiệp 1 bởi ba con quái này chỉ được nói vào tới trong. Cho nên thì tốt nhất các Master có thể làm là mang thêm một Lancer đánh làng ở vị trí số 4, sau đó đổi Saber vào trong và đưa Lancer ra diệt quái, bảo toàn tính mạng cho sát thương chính. Nhưng trước khi đổi thì nhớ bóp đầy đủ để vào hiệp 2 đủ sức hạ boss. Ở hiệp 2 thì chỉ có một mình boss với lượng máu là tầm 239.000. Cứ nhảy với boss cho tới khi một Seven nào đó bay màu thì Saber đấu boss sẽ được thay vào và dọn dẹp trận đấu. Lần gặp gỡ ngay tiếp theo thì chỉ có một mình boss, nhưng lượng máu kỳ này lên tới 483.000. Tuy nhiên trận này sẽ dễ thở hơn so với trận đầu. Và lần gặp cả cuối cùng thì cũng tương tự như trận thứ hai, tuy nhiên lượng máu sẽ cao hơn chút đỉnh. Để đấu với Tristan thì Master cần một Saber đủ sức gây sát thương lên boss và chịu được sát thương từ boss. Ở vị trí này thì khá giới hạn Seven 3 sao, nhưng nếu có Caesar thì cũng đủ sức đấu boss. Còn nếu như bạn nào có Benevere thì càng tốt. Do Tristan có MP một mục tiêu nên chiến thuật Thorn sẽ rất có lợi. Do đó Mask được xem như là viên gạch tốt nhất của trận này. Thêm vào đó là khả năng phòng thủ tốt nên sẽ hỗ trợ team bạn sống rất lâu trước khi boss nã MP. Ở vị trí support chính thì Merlin hay Lượng đều là lựa chọn tốt. Tiếp theo đó chúng ta sẽ gặp gỡ người cha của năm, Lancelot Saber. Master chỉ phải đấu với Lancelot 2 lần. Lần đầu là chương 13, 3/3 mục thứ nhất, và chương 15, 1/3 mục thứ nhất. Cũng giống như Tristan, Lancelot cũng được đổi class khắc chế, giảm sát thương nhận được từ tất cả các class trừ Avenger và Berserker, tương tự như là class Ruler vậy. Tuy nhiên khi Lancelot tấn công Archer hay Ruler thì chỉ gây ra 50% sát thương, nên Archer vẫn có đất diễn trong trận này. Ngoài ra thì Lancelot có thể chống debuff hoàn toàn, nên Charm hay Stun đều không thể hoạt động. Do là class Saber nên thanh MP của Lancelot có tổng cộng là 4 thiết, thêm vào đó là skill xài MP nữa nên rất hay MP ẩu. Tuy nhiên MP là một mục tiêu nên có thể áp dụng chiến thuật Thorn như là với Tristan. Ngoài ra thì điểm đặc biệt của boss này chính là khi tấn công thông thường, Lancelot chỉ tấn công Seven có lượng máu cao nhất, nên các bạn nên lợi dụng điểm này để tạo ra lợi thế riêng cho mình. Và tất nhiên vẫn giữ được lợi thế đáng sợ của boss Camelot, Lancelot sẽ bạo kích rất nhiều, cho nên không cần vào MP thì Lancelot cũng đủ lột da bạn bằng bạo kích. Cũng như lần đầu gặp Tristan, trận đầu tiên Saber có 2 hiệp, với hiệp đầu là 3 con quái Saber và hiệp 2 là boss với 244.000 máu. Ở trận này thì các bạn có thể dùng Archer hoặc Avenger để xài MP ở hiệp đầu tiên, sau đó nã MP ở lượt sau. Tuy nhiên ba con quái này cũng không phải là dạng bù nhìn, bạo kích của tụi nó cũng đủ sức đưa cả team bạn bay màu. Do đó chiến thuật thay người vẫn có thể áp dụng để đảm bảo an toàn, tốt nhất là sử dụng chiến thuật này. Ở trận thứ hai sẽ là một mình Saberlord với lượng máu là vào khoảng 378.000, và lúc này Papa sẽ tự do cuồng sát mà bạo kích, do đó đánh nhanh rút gọn sẽ là chiến thuật tốt nhất. Trận này có phần hơi dễ thở hơn so với các trận khác, nên nếu các bạn mượn được John Alter thì coi như solo trận này rất dễ. Còn nếu không thì có thể sử dụng Billy hoặc David để làm sát thương chính. Ở vị trí support phụ thì có thể dùng Marsh hoặc Hans và mượn Waver hoặc Merlin là support chính. Waver có nhiều lợi thế hơn do khả năng xài MP nhanh chóng và kết thúc trận đấu an toàn hơn hẳn. Còn nếu bạn nào muốn thử cảm giác mạnh thì hãy dùng Arya Manju. Đây có thể nói là một trong những map giúp Arya có thể hiện sức mạnh của mình. Khi bước tới thánh địa Ozymandias, trước khi đánh với OC thì các bạn phải đối mặt với thần chủ Amun-Ra và bạn sẽ phải đánh với nó 2 lần. Và đây cũng không phải là trận dễ nhai. Lần đầu tiên sẽ là 500.000 máu và lần thứ hai là 581.000 máu.
Amura thuộc vào class Beast, cho nên sẽ nhận sát thương nhiều hơn từ các class tứ kỵ như là Caster, Assassin, Rider và Berserker, và sẽ gây sát thương đỏ lên các class tam hiệp như là Archer, Rider và Lancer. Thần chủ có thể tấn công toàn bộ mục tiêu bằng những đòn tấn công thông thường. Tuy nhiên do lượng hit nhiều nên sẽ hồi lại một lượng NP đáng kể cho các servant của bạn. Nhưng khi vào NP, nó sẽ gây một lượng lớn sát thương và giảm 20% thanh NP của toàn đội. Thần chủ sẽ có 3 skill, xóa debuff bản thân, giảm tỷ lệ sạc NP của servant bất kỳ và hồi lượng máu lớn vào khoảng 100.000 và thêm 10.000 mỗi lượt trong 10 lượt. Lưu ý thêm thần chủ mỗi lượt sẽ có 3 lần hoạt động. Một là dùng skill, còn hai là tấn công servant bạn và sẽ dùng skill giải debuff khi bị debuff. Do đó sẽ rất dễ lợi dụng, buộc nó phải làm theo ý bạn để giảm thiểu thiệt hại. Điều đáng sợ hơn của con quái vật này chính là khi bạn kéo máu nó xuống tầm 50% thì nó sẽ sử dụng skill bơm máu và sẽ không ngần ngại làm nhiều lần như vậy. Do đó cách tốt nhất để hạ thần chủ là một hit bay màu, hay ít nhất là gây sát thương nhiều hơn nó có thể hồi. Nếu bạn nào có xem Fate Apocrypha thì trận thần chủ Amura thì cũng đánh y chang như là Spartacus. Do đó sát thương chính trong trận này có thể dùng tới Ushi, Media, Kinkra hay đấng Gojiro. Vì Shiki và Kintoki đã không còn cơ hội để lấy nên thần thủ chỉ có thể dựa vào những servant này. Ở vị trí support phụ, Hans, Mas hoặc Bodica để hỗ trợ phòng ngự và mượn Merlin hoặc Vayver để hỗ trợ tốt nhất. Và rồi trận đánh khó chịu nhất của thần điện cũng đã tới. Ozymandias Rider cùng Nidocris Caster. Trận này sẽ cực kỳ khó chịu nên sẽ gây rất nhiều khó khăn. Đây là một trận có 3 hiệp. Hiệp 1 và 2 có Ozzy và một White Caster. Lượng máu của Ozzy ở hai lượt này không quá nhiều. Nhưng sức tấn công rất rác và dư sức kết liễu thêm bạn trước khi đối đầu ở lượt thứ 3. Ngoài ra thì con White Caster đi cạnh Ozzy cũng không phải là buồn nhìn. Ngoài sát thương mạnh, nó còn có thể khả năng tiễn Assassin đi rất nhanh. Và khi vào tới hiệp thứ 3 thì OG sẽ được sạc đầy thanh MP. MP của OG là một mục tiêu và MP của Nick sẽ là AoE. Trận này thì OG với Nick không có những cái bắp đáng sợ mà những trận đấu boss trước có. Tuy nhiên bộ skill của họ vẫn là đáng sợ hơn. OG thì có thể tăng sức mạnh, phòng ngự bản thân và hồi máu, lẫn tăng sức tấn công cả đội. Kèm với đó là khả năng sạc thanh MP cho toàn đội. Do đó sẽ tăng tốc khả năng sử dụng MP của cả hai servant trong trận này. Nick còn mệt mỏi hơn với khả năng sạc MP liên tục và hiểm họa rất lớn cho sát thương chính nếu như là Assassin hoặc Berserker. Ngoài ra thì NP của Nick cũng có thể gây đột tử và khả năng rất cao nó sẽ tiễn cả đội hình bạn ra đi ngay lập tức, cho dù là bất kỳ class gì. Tỷ lệ đột tử của boss dành cho mình thì lúc nào cũng cao, nên tốt nhất là hạn chế hoặc ít nhất là thịt Nick trước rồi hãy tính tới Ozzy. Cả hai boss này đều nguy hiểm như nhau, nhưng ít nhất thì sau khi Caster bị hạ thì bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để đấu với Rider. Do đó để đấu với trận này thì các bạn cần một team đủ mạnh để gây sát thương và đủ khả năng hứng sát thương từ hai vòng trước. Trong trận này thì Ultra Eagle sẽ rất có lợi như là Mega Aioli, nhưng không phải tân thủ nào cũng có. Cho nên tốt nhất là sử dụng hai đội hình với hai sát thương chính, một Rider và một Assassin, và dùng chiến thuật đổi người hoặc đấu cho tới chết. Rider thì có thể dùng Ushi, Alex hoặc Medusa. Assassin có thể dùng Kojiro, Charles Sanson, Serenity, Tiến sĩ Henry Jackal. Hoặc liều lĩnh hơn thì có thể dùng Lubu hoặc Kiyohime. Ở vai trò support phụ thì Mask tiếp tục tỏa sáng giúp cả team trụ lâu nhất có thể. Ngoài ra còn có Bodica và Hans. Thêm vào đó mà có thể mượn Merlin hoặc John Ruler để đảm bảo khả năng sống còn. Và boss cuối cùng mà phải gặp ở địa điểm Camelot đó chính là Toria Pendragon Lancer ở chương 17 phần cuối, mà sẽ phải đấu với boss này hai lần. Lần đầu là lượng máu 592.000 và lần thứ hai là 671.000. Về mặt cơ bản đây là trận đấu đánh boss Lancer thông thường và không có gì nổi bật ngoài lượng máu cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên nếu so sánh, trận đánh này không quá khó so với những trận trước. Ở Toria có 3 skill, đó là sạc NP và 2 skill tăng sát thương. Các bạn nên cẩn thận phần này. Do là class Lancer nên thanh MP của boss chỉ có 4 bậc, cho nên boss hay MP ảo. Tuy rằng có skill sát thương, nhưng sát thương thông thường của boss không quá cao nên các bạn có thể sống được. Phần đáng sợ hơn của boss chính là cái MP. MP của Antorial Lancer là AoE diện rộng và đặc biệt là xuyên luôn bất toại, và thêm vào đó là sạc lại một thiết MP cho boss. Cho nên nếu như không chuẩn bị kỹ thì một phát MP của boss là đủ quét sạch cả thiên mạng. Do đó đội hình chắc chắn nhất để đấu với boss này chính là sử dụng Mask kèm Waver để chồng buff phòng ngự lên cao nhất có thể. Ở vị trí sát thương thì Caesar tỏa sáng ở trận này. Nếu như bạn nào may mắn có được BDB trước khi hoàn tất Camelot thì sẽ càng tốt. Nhưng Caesar luôn là servant đủ khả năng để đảm bảo chiến thắng cho bạn. Ngoài ra thì có một lựa chọn khác mà nếu các bạn có cơ hội thì nên sử dụng để được chứng kiến vẻ đẹp của Rom, đó chính là mượn Nero Claudius để solo. Và đó cũng là trận cuối cùng của Camelot. Hy vọng các bạn vượt qua được chướng ngại vật khó khăn này. Đây chỉ là những bước đầu nhập cuộc để giúp các bạn tự tin hơn đấu boss này. Chứ thật ra sau khi hoàn tất Camelot thì các bạn đủ khả năng đánh tới Shinjuku. Chứ các master chiến đấu vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hãy like, share và subscribe. Và nhớ là nhấn cái chuông bên dưới để có thể biết khi nào channel ra video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you, Imida.